Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Vào Chúa Nhật Lời Chúa được cử hành vào ngày 21 tháng 1, 2024, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và trao thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên cho một số giáo dân thuộc các quốc gia khác nhau. Trong chương trình, Đức Thánh Cha cũng sẽ khai mạc năm cầu nguyện để chuẩn bị cho năm thánh 2025. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ. Năm nay là lần thứ 5 giáo hội cử hành Chúa Nhật Lời Chúa. Ngày này được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào ngày 30 tháng 9, 2019. Khẩu hiệu của Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ 5 được trích từ Tin Mừng Thánh Gioan: Anh em hãy ở lại trong lời Thầy. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật 21 tháng 1, 2024, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và sau đó với mục đích làm sống lại trách nhiệm của các tín hữu trong việc hiểu biết Kinh Thánh, Ngài sẽ trao cho các tín hữu hiện diện Tin Mừng Thánh Marco. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng sẽ trao thừa tác vụ đọc sách cho 2 người và thừa tác vụ giáo lý viên cho 9 người. Những người này đại diện cho dân Chúa, họ đến từ Brazil, Bolivia, Hàn Quốc, Chad, Đức và Antilles. Để giúp các tín hữu cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, trong cộng đoàn, trong gia đình cũng như cách cá nhân, bộ phận về các vấn đề căn bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới của Bộ Loan báo tin mừng được Đức Thánh Cha ủy thác tổ chức sự kiện, đã phổ biến online tài liệu phụng vụ mục vụ để sống lời Chúa. Tài liệu gồm các ngôn ngữ Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Ba Lan. Nhân dịp Chúa Nhật Lời Chúa, dự kiến Đức Thánh Cha sẽ chính thức bắt đầu năm cầu nguyện, chuẩn bị cho năm thánh 2025, sau khi thúc đẩy việc suy tư về các tài liệu và nghiên cứu những thành quả của Công đồng Vatican II vào năm 2025. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, năm 2024 sẽ được dành riêng cho các giáo phận trên thế giới để tái khám phá tính trung tâm của việc cầu nguyện. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ Roma hay 3 giờ 30 chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật ngày 21 tháng 1, 2024.